Những chiến thuật quân sự có 102 trên thế giới, phần 2. Để giành chiến thắng trong một trận chiến, ngoài việc đầu tư vào vũ khí, con người, việc nghĩ ra những chiến thuật độc đáo và hợp lý cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nếu người cầm quân biết áp dụng chiến thuật đúng cách, nó có thể trở thành yếu tố quyết định giúp xoay chuyển cục diện. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những chiến thuật quân sự có 102 trên thế giới. Tấn công trọng điểm, chiến thuật đánh vào điểm yếu của đối phương. Tấn công trọng điểm là chiến lược tấn công các mục tiêu chính yếu, nghĩa là các vị trí quan trọng nhất của đối phương, chẳng hạn như một thành phố, một khu vực, kho xăng dầu, kho vũ khí, một cảng biển, hoặc là các đầu mối giao thông quan trọng. Nếu thành công, chiến thuật này sẽ khiến đối phương tê liệt nguồn khí tài, viện trợ, qua đó bị hoang mang, cuối cùng thua cuộc. Trong trận Moscow năm 1941, quân Đức muốn giành chiến thắng và chiếm lấy thủ đô này để mở đường cho công cuộc phá hủy những vùng công nghiệp quan trọng của Liên Xô. Sau khi thất bại, Đức tiếp tục chuyển sang tấn công vùng trọng điểm phía Tây Nam, vốn là vùng đất cung cấp lúa mì và dầu mỏ lớn nhất Liên Xô, khiến cho nước này chấn choáng trong một khoảng thời gian. Rất may là Liên Xô đã chiếm lại vùng đất ấy chỉ một năm sau đó. Còn trong trận Trân Châu Cảng diễn ra vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, quân Nhật đã tấn công dữ dội nhằm tiêu diệt hạm đội Thái Bình Dương. Trong đó, trọng điểm là các tàu sân bay của quân Mỹ ở Hawaii. Kết quả là Nhật đã giành thắng lợi, phần lớn hạm đội Mỹ đã bị thiệt hại nặng nề. Chính điều này đã tạo lợi thế cho quân Nhật và ép Mỹ phải nhảy vào cuộc chiến. Hay trong chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947, thực dân Pháp đã tấn công vào cứ điểm Việt Bắc, vùng trọng điểm của quân đội nước ta, nhằm tiêu diệt quân chủ lực để hoàn thành mục tiêu đánh nhanh thắng nhanh. Thế nhưng cuối cùng, quân và dân ta đã đập tan âm mưu của Pháp, chính thức khai tử chiến lược đánh nhanh thắng nhanh và buộc chúng phải bị động, đánh lâu dài. Sốc và sợ hãi, chiến thuật khiến đối phương mất hết ý chí chiến đấu. Sốc và sợ hãi, hay gọi là chiếm lĩnh nhanh chóng, là một chiến thuật quân sự dựa trên việc sử dụng sức mạnh áp đảo hay những màn phô trương lực lượng hùng hậu, khiến cho đối phương sợ hãi, thậm chí là làm tê liệt nhận thức, qua đó khiến họ mất đi ý chí chiến đấu. Ngày 18 tháng 12 năm 1972, hai tốp máy bay ném bom B-52 của Mỹ xuất kích từ căn cứ không quân Utapao ở Thái Lan và Andersen ở Guam để bắt đầu chiến dịch mà các sĩ quan không quân Mỹ gọi là chiến dịch lớn nhất trong lịch sử không lực. Đích đến của chúng chính là Hà Nội, Việt Nam. Mục đích của chiến dịch này là gây sốc và sợ hãi, từ đó tạo sức ép cho Việt Nam trên bàn đàm phán. Trong một cuộc trò chuyện diễn ra ngày 17 tháng 12 năm 1972 ở Washington, Cố vấn An ninh Quốc gia Henry Kissinger đã nói với Nixon rằng Việt Nam sẽ run rẩy sợ hãi, qua đó sẽ sớm thất bại trong cuộc chiến. Hoạt động ném bom đã lặp đi lặp lại suốt 12 ngày đêm. Không lực Mỹ đã tổ chức hơn 700 cuộc ném bom B-52 và thả tổng cộng 15.000 tấn bom đạn xuống Hà Nội. Tuy nhiên, ý chí chiến đấu của quân đội Việt Nam vẫn không bị lay chuyển. Chúng ta đã đánh bại cuộc tập kích tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ trên không lừng lẫy. Trước đó, quân Mỹ đã từng áp dụng chiến thuật sốc và sợ hãi khi ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật vào năm 1945 trong khuôn khổ chiến tranh thế giới thứ hai. Theo đó, vào ngày 6 tháng 8, quả bom Little Boy đã được thả xuống thành phố Hiroshima. Sau đó 3 hôm, quả bom thứ hai mang tên là Fat Man đã phát nổ trên bầu trời Nagasaki. Theo ước tính, hai vụ ném bom nguyên tử liên tiếp đã khiến 140.000 người dân Hiroshima thiệt mạng, còn ở Nagasaki là 74.000 người. Ngoài ra, làng mạc, nhà cửa, của cải của người dân đều bị phá hủy hoàn toàn. Hậu quả khủng khiếp ấy đã khiến Nhật Bản cực kỳ sốc và sợ hãi, đánh mất tinh thần chiến đấu. Kết quả là vào ngày 15 tháng 8 năm 1945, đế quốc Nhật đã đầu hàng vô điều kiện khối đồng minh. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất, giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sachtinhgon.com. Đánh vu hồi, chiến thuật xé lẻ quân mình. Đánh vu hồi hay đánh vòng là một chiến thuật tấn công đối phương theo nhiều hướng khác nhau. Thông thường, một cánh quân sẽ tách ra từ lực lượng chính, sau đó tổ chức đánh vòng sang bên sườn
hoặc phía sau lưng quân địch, việc bất ngờ chuyển hướng đánh sẽ tạo lợi thế cho ta, khiến quân địch không kịp trở tay. Lối đánh vu hồi thể hiện rõ nhất trong chiến thuật Hồ Trasimene diễn ra vào năm 217 trước Công nguyên giữa Cộng hòa La Mã và người Carthage. Vào năm đó, quân La Mã hừng hực khí thế chiến thắng bởi vì họ sở hữu đội quân mạnh mẽ và tinh nhuệ hơn. Tuy nhiên, quân đội Carthage đã có kế sách đối phó cực kỳ hữu hiệu để xoay chuyển tình hình. Thay vì đối đầu trực diện với quân La Mã, quân Carthage đã xé lẻ đội hình nhằm bao vây chiến trận. Khi quân La Mã mải mê tiến vào đánh đội hình chính thì toán quân được xé lẻ của Carthage bất ngờ tràn vào đánh úp, khiến cho phía La Mã bị bất ngờ, trở tay không kịp. Lúc này đội quân La Mã đã bị chia cắt thành 3 tốp. Tốp đi sau cùng đã bị kỵ binh Carthage dồn vào bờ hồ và bị tiêu diệt. Hai tốp còn lại phải chiến đấu trong vòng vây với một tình thế vô cùng hỗn loạn. Một phần lớn binh sĩ La Mã nhảy xuống hồ và chết đuối. Số còn lại tiếp tục bị quân Carthage mặc sức chém giết. Vườn không nhà trống, chiến thuật tiệt đường sống của kẻ thù. Vườn không nhà trống là một chiến thuật quân sự nổi tiếng, đã có từ rất lâu đời. Hiểu đơn giản, chúng ta sẽ mang của cải, hoa màu sang nơi khác, thậm chí là tiêu hủy, chỉ để lại nhà trống vườn không trước khi quân địch kéo đến chiếm đóng. Điều này sẽ tiệt đường sống của quân địch, qua đó lấy lại lợi thế cho quân mình. Vào năm 1812, Hoàng đế Napoleon hừng hực khí thế tấn công thủ đô Moscow của Nga. Tuy nhiên lúc này, Tổng tư lệnh quân đội Nga là Mikhail Kutuzov đã áp dụng chiến thuật vườn không nhà trống cho nhân dân và quân đội rút khỏi thủ đô, đồng thời đốt phá hết lương thực. Điều này đã làm cho đội quân Napoleon vô cùng khốn khổ vì họ phải chịu đựng cái đói khủng khiếp, kèm theo đó là cái rét cắt da cắt thịt. Chính vì vậy, chỉ sau vài tuần chiếm Moscow, Napoleon đã phải cho quân rút lui để tìm lấy đường sống. Thế nhưng Mikhail Kutuzov đã có dự tính từ trước. Ông cho quân tiến đánh khiến quân Napoleon trở tay không kịp và thua cuộc, phải trắng tay trở về nước. Hay trong cuộc kháng chiến Nguyên Mông lần thứ nhất vào năm 1258, theo mệnh lệnh của nhà Trần, nhân dân Đại Việt đã dùng kế vườn không nhà trống, khiến quân địch rất khó cướp được lương thực. Trong lúc lương thực chúng mang theo thì cứ cạn dần. Cuối cùng sau khi chiếm được thành Thăng Long, quân Nguyên Mông chỉ có thể đóng ở đây trong vòng không đầy nửa tháng. Trong khi đó, quân và dân nhà Trần vẫn không ngừng tiến hành những trận đánh nhỏ lẻ, ngày đêm tập kích và phục kích đồn trại giặc, đột nhập đốt phá các kho lương, kho cỏ ngựa và ra sức chuẩn bị phản công, rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Tướng giặc là Ngột Lương Hợp Thai, không có cách gì hơn là phải định ngày lui quân. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 2 năm 1285, mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy. Trước khi rời khỏi Thăng Long, nhà Trần đã cho tiêu hủy của cải lương thực ở khắp nơi, qua đó tiệt nguồn sống của địch. Cùng với đó, ở những vùng sau lưng địch, các đội dân binh đã phối hợp chặt chẽ với một bộ phận quân triều đình, ngày đêm hoạt động ráo riết, liên tiếp đánh vào các căn cứ đóng quân và cướp đi lương thực, gây cho địch nhiều tổn thất. Thêm vào đó, thời tiết chuyển dần sang mùa hè đã làm cho quân lính phương Bắc phát sinh ốm đau, bệnh tật ngày càng nhiều. Kết quả là chỉ trong vòng 2 tháng, kinh đô Thăng Long lại một lần nữa được giải phóng hoàn toàn khỏi ách chiếm đóng của Nguyên Mông. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!